các cơ quan chủ dự báo xin gửi lời chào lời chúc khỏe. Nhưng mà chính phủ cũng họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng thì phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 5. Hôm nay thì Bộ Nông nghiệp cũng khẳng định với Thủ tướng ấy, năm 2017 thì xuất khẩu về lĩnh vực nông nghiệp đã đạt 36 tỷ đô. Nhưng mà năm nay là Bộ Nông nghiệp quyết tâm hứa với Thủ tướng là thấp nhất là đạt 90 tỷ đô so với 36 tỷ đô của 2017. Đây cái điều chúng ta có thể rất mừng. Thế và đã có 52 huyện và 3.346 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và chúng ta cũng không có những cái dịch bệnh xảy ra. Đây cái việc rồi chúng ta quản lý rất tốt vấn đề công tác phòng dịch, vấn đề cho ra cho người, cho gia súc, gia cầm là chúng ta quản lý dịch khá tốt. Ở trong cái chỉ số CPI ấy thì so với cùng kỳ thì tăng 3,01%. Thì chỉ số sản xuất công nghiệp thì tăng 9,7%, thì cùng kỳ 9,6%. Thế và trong đó đặc biệt là ngành chế biến chế tạo tiếp tục tăng thì hiện nay là tăng 11,8%. Thì cũng báo cáo với các nhà báo thì chúng ta rất mừng. Thế và đặc biệt là cái cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn. Thế và tiêu dùng của người dân tích cực hơn. Cái chỉ số mua tiêu dùng tốt hơn. Thế và cái tổng mức bán lẻ thì tiếp tục là tăng khá thì 5 tháng là tăng 10,1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là xuất khẩu đạt 93,1 tỷ đô la. Như vậy là tăng 15,8% và hiện nay là chúng ta đang xuất siêu là 3,4 tỷ đô la. Một cái con số xuất siêu rất ấn tượng. Báo cáo chỉ là chúng ta đạt được cái con số này có thể nói là cái xuất khẩu của chúng ta đạt rất tốt trên tất cả các lĩnh vực như đã nói trên. Như vậy là xuất siêu 3,4 tỷ đô la là chiếm 3,4% cái kim ngạch xuất khẩu. Vốn đầu tư nước ngoài có thể báo cáo rằng là thực hiện khá tốt, đạt 6,75 tỷ đô la Mỹ tăng 9,8% so với cùng kỳ. Thế và góp vốn và mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài thì đạt 2,75 tỷ đô la, như vậy là tăng 53,5% so với cùng kỳ của 2017. Khu vực kinh tế tư nhân thì phát triển tích cực. Chúng ta biết là 5 tháng thì đã có gần 53.000 doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký kinh doanh mới với tổng đăng ký là 1,4 triệu tỷ Việt Nam đồng, đúng không? 1,4 triệu tỷ Việt Nam đồng. Khách du lịch thì đạt 6,71 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, như vậy thì đã tăng 27,6%. Rồi chúng ta cũng rất nhiều những cái thúc đẩy cho ngành kinh tế mũi nhọn, cũng tháo gỡ rất nhiều, ngay cả vấn đề thủ tục visa, ngay cả cái vấn đề miễn visa, rồi ngay cả vấn đề thủ tục về cấp visa điện tử thì chúng ta đều có những cái kết quả rất tốt. Những kết quả đạt được thì thể hiện cái sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của các ngành các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, ở trong đó có sự tham gia tích cực người dân của cả nước chúng ta. Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao về cái triển vọng của Việt Nam và các chỉ số quản trị thì chúng ta đạt 53,9 điểm về quản trị mua hàng đấy. Có thể nói là hiện nay đang xếp hạng là cao nhất trong cái nước ASEAN. Ở trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô thì cái tổ chức đánh giá tín dụng Fitch dự báo kinh tế Việt Nam cũng tăng trưởng tốt, là dự báo năm nay là sẽ tăng trưởng đạt được con số 6,7%, đúng như cái kịch bản mà chính phủ đã quyết nghị, là yêu cầu là phải chỉ đạo làm sao thấp nhất là cái tăng trưởng của 2018 chúng ta phải đạt được tăng trưởng GDP 6,7%. Ở Fitch cũng đánh giá Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh và tăng trưởng nhất tại khu vực Nam Á, châu Á, Thái Bình Dương. Ở trong số các nước xếp hạng thì vấn đề cải thiện tín nhiệm của Việt Nam do chính phủ Việt Nam hiện nay đang thực hiện cam kết là kiểm soát nợ công và cải cách doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt vấn đề kinh tế vĩ mô vẫn là ưu tiên hàng đầu cho vấn đề kiểm soát chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, thì cũng báo cáo chi tiết. Tuy nhiên thì 5 tháng thì chúng ta đã làm được nhiều việc và kết quả nhiều việc cũng rất tốt. Tuy nhiên thì Thủ tướng cũng đặt vấn đề là chúng ta còn 5 cái tồn tại mà chúng ta cần phải khắc phục và triển khai quyết liệt ngay.
để khắc phục như vậy, và chúng ta không được chủ quan, không được thỏa mãn và không được lơ là bất cứ một trong tình huống nào, chúng ta phải duy trì. Thứ nhất có thể nói là mặc dù nền kinh tế nhìn chung có dấu hiệu khởi sắc phục hồi, nhưng cái chỉ số CPI là tăng 0,55% so với tháng trước, mà mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Thì chúng ta biết thì tăng 0,55%, thì trong đó là giá thịt hơi đã tăng là 0,26%, giá xăng dầu, giá thịt hơi là tăng 0,25% và giá xăng dầu là tăng 0,16%. Như vậy cộng hai cái khoản đó đã vào 0,41% rồi. Thế và tinh thần ấy là chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và Chính phủ hôm nay ấy, là sẽ cố gắng là duy trì mức 3,72 đến 3,94%. Như vậy dưới mức Quốc hội cho phép là 4%. Thì đây là một cái việc mà chỉ số về lạm phát, các chỉ số về kinh tế vĩ mô là yêu cầu chỉ đạo quyết liệt cái này. Thế thì cũng báo cáo ông chí, thì như vậy là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đủ khả năng kiểm soát vấn đề về lạm phát, đủ khả năng vấn đề về điều hành kiểm soát toàn bộ kinh tế vĩ mô, ngay cả nợ công, nợ chính phủ rồi các khoản khác là điều yêu cầu phải thực hiện, và sẽ đủ khả năng để kiểm soát vấn đề này. Vấn đề thứ hai là cái tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn. Chúng ta vừa có cái câu chuyện là vấn đề tôm thẻ chân trắng, vấn đề cung vượt cầu trong vấn đề giá sụt giá, rồi nhiều mặt hàng nông sản ở mức thấp, đúng không ạ, phải giải cứu. Thì đây vẫn là những cái mà câu chuyện mà tiếp tục giao cho Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, các bộ yêu cầu phải tìm thị trường và yêu cầu phải có cái đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chất lượng để xuất khẩu hàng hóa. Vấn đề thứ ba là có thể nói là mặc dù về sản xuất công nghiệp đạt được mức cao, thế nhưng cái ngành chế biến chế tạo, ngành chế tạo là có xu hướng chậm lại, nhất là trong cái thời gian mà 2 tháng đầu năm thì tăng 15,5% và 3 tháng là tăng 14,1% và 4 tháng là tăng 12,5%, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng những cái chế biến chế tạo có xu hướng chậm lại. Thế và đặc biệt là hôm nay cũng công bố báo chí là cái khai khoáng của chúng ta giảm 2,2%. Ở chúng ta tăng trưởng của quý 1 7,38%, chúng ta tăng trưởng của 27 6,68%. Đúng không? Vậy thì chúng ta tăng ở đây là chúng ta phải khẳng định là không dựa vào tăng sản lượng của khai khoáng dầu và than. Sở dĩ cũng báo cáo các ngài biết là năm 2015 là 16,880 triệu tấn, nhưng đến nay chỉ còn có 10-11 triệu tấn thôi. Thế và cái tỷ trọng trong ngân sách là trước đây 28% trong tổng thu ngân sách nhà nước, bây giờ chiếm chỉ 2,8% thôi. Vậy thì chúng ta không thể nói là chúng ta chẳng tăng trưởng cái này dựa vào cái khai thác dầu khí, đúng không? Khai thác dầu. Vậy thì chúng ta cũng khẳng định với nhau như vậy. Như muốn nói là cái tăng trưởng nợ này là tăng đều cả các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp, trong đó chế biến chế tạo, dịch vụ thương mại, đặc biệt vấn đề về du lịch. Ở thứ tư là có thể nói là cái tồn tại này là vẫn là những cái tồn tại mà muôn thuở, đó là giải ngân vốn đầu tư công chậm. Theo báo cáo Bộ Chính thì 5 tháng thì mới chỉ đạt 28,7% cái kế hoạch vốn giao thôi. Như vậy vấn đề liên quan đến quyết liệt trong vấn đề thủ tục đầu tư công, vấn đề phê duyệt, vấn đề triển khai, vấn đề giao mặt bằng sạch, vấn đề giải phóng mặt bằng, đôn đốc tiến độ, thì chúng ta cũng còn những cái việc chậm. Thế và cái việc thu hút đầu tư nước ngoài, đây đang là những thách thức lớn, trong khi các nước đang xây dựng những cái hàng rào và đang vấn đề bảo hộ, ngay cả khi vấn đề liên quan đến quyết định của một số nước liên quan đến giảm thuế, liên quan ưu đãi các doanh nghiệp quay trở lại đầu tư, ngay cả vấn đề khi thị trường Mỹ, các doanh nghiệp Mỹ mà có những chính sách mà chính phủ đưa ra vấn đề giảm thuế, thì cái thu hút đầu tư các doanh nghiệp đầu tư từ Mỹ là có đang lựa chọn, đơn lựa chọn. Trước đây có vấn đề đưa về Việt Nam, nhưng vì có chính sách như vậy thì đã tạo ra những cái so sánh và tạo ra những cái việc lựa chọn. Vấn đề thứ năm là tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Như vậy thì 5 tháng chúng ta vẫn có 5,5 ngàn doanh nghiệp
giải thể. Như vậy tăng mức 5 tháng cùng kỳ của 27 chúng ta vẫn tăng 18,1%. Thì như vậy mới nói là cái khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp mới thành lập nhiều, nhưng cái doanh nghiệp ốm yếu, doanh nghiệp ốm, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp đóng cửa vẫn tăng. Đây là vấn đề liên quan đến, có thể nói là vấn đề doanh nghiệp của chúng ta vẫn còn khó khăn trong vấn đề tiếp cận ở chính sách, tiếp cận thông tin, tiếp cận vốn, tiếp cận đơn đai. Để chúng ta có những cái việc chúng ta vẫn còn khó khăn, từ đó có thể nói là doanh nghiệp đóng cửa giải thể còn nhiều. Thế và 33,4 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là tăng 3,9%. Thế và vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thì đã được ghi trong nghị quyết 01 của chính phủ. Thế như các bạn biết ý, thì tuần qua thì tổ công tác cũng làm việc với 17 bộ liên quan đến các điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành. Thì chúng ta cũng đánh giá rất cao ý, là cái sự quyết liệt của Bộ Công Thương cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh trên 1.261 điều kiện. Thế rồi ngay cả vấn đề Bộ Y tế chủ trì cùng với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp để cắt giảm 95% điều kiện các thủ tục về kiểm tra chuyên ngành liên quan đến an toàn thực phẩm. Đây là những cái cố gắng rất lớn. Tuy nhiên thì cái tiến độ mà chuyển thực chất về cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục chuyên ngành, bãi bỏ những cái thủ tục rườm ra, giấy phép con, tăng chi phí người dân thì chưa thực chất ở một số bộ, các cơ quan. Thì hôm nay là Thủ tướng cũng đôn đốc các bộ yêu cầu là thực hiện cái chuyển này, cái cắt giảm này nó phải thực chất để tạo điều kiện tháo gỡ cho khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Như vậy có thể nói là cái nhiệm vụ tới thì Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương và các tập đoàn tổng ty nhà nước và tiếp tục triển khai nghiêm túc nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, nghị quyết Chính phủ về những giải pháp về tăng trưởng kinh tế, rồi ngay cả vấn đề nghị quyết 01, nghị quyết 19, nghị quyết 35 của Chính phủ, vấn đề tháo gỡ, rồi ngay cả vấn đề tạo ra một cái tinh thần phải quyết liệt hơn, quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm, tăng cường kỷ luật kỷ cương và các xử lý các vấn đề đặt ra, ngay cả vấn đề bức xúc của xã hội, ngay cả vấn đề quan tâm của người dân phải được xem xét xử lý triệt để. Thế và đặc biệt là phải bám sát cái nghị quyết 01, ngay cả vấn đề chúng ta đặt ra vấn đề yêu cầu các bộ địa phương, các tổng ty là phải xây dựng phương án kịch bản tăng trưởng, thì yêu cầu là Bộ Kế hoạch Đầu tư 20 tháng 6 này là phải báo cáo tổng hợp lại xem cái kết quả về kịch bản tăng trưởng của các bộ ngành như thế nào để chúng ta chủ động để trong vấn đề đưa ra những phải thích hợp, đặc biệt những lĩnh vực chúng ta tồn tại nêu trên. Ở trong đó phải khẳng định rằng là cái mục tiêu tăng trưởng có thể đạt được nhưng vẫn phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Như đã nói ở trên ý, là cái chỉ số lạm phát này rất quan trọng cho quan điểm từ nay đến cuối năm là giá điện, giá xăng dầu là không được điều chỉnh tăng, mà yêu cầu ngân hàng cũng xem xét để có những làm sao có những giải pháp để giảm cái tỷ lệ vay để tháo gỡ cho tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thì và tinh thần là không được chủ quan và cần phải nỗ lực cao hơn với những giải pháp đề ra phấn đấu tăng trưởng. Như ban đầu tiên tôi đã báo cáo ấy, là chúng ta vẫn phải quyết tâm là tăng trưởng GDP thấp nhất của 2018 là 6,7%. Nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo kiểm soát được cái vĩ mô, nhất là vấn đề kiểm soát lạm phát. Khi mà chúng ta có cái đề án, vấn đề về điều chỉnh lương, vấn đề bảo hiểm xã hội, thì nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì tạo ra những cái gì đó nó ảnh hưởng đến vấn đề thu nhập và kinh tế thực tế của người hưởng lương. Như vậy, các chỉ tiêu tăng trưởng, các lĩnh vực đều tốt. Đúng không? Thế nhưng mà Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ ấy, là khẳng định lại là đủ điều kiện để kiểm soát kinh tế vĩ mô. Mà đây là cái mục tiêu muốn nhấn mạnh lại là yêu cầu quan trọng nhất. Từ đó thì giao cho các bộ trưởng là phải chủ động đánh giá, xem xét, dự báo những lĩnh vực thuộc bộ mình quản lý, xem xét để tham mưu và đưa ra những cái giải pháp tích cực để xử lý những vấn đề mà liên quan đến kinh tế vĩ mô.
Như vậy, lạm phát không thể vượt quá 4% như nghị quyết Quốc hội đã giao. Từ đó thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến điều chỉnh phí dịch vụ y tế thì chúng ta phải xem xét rất kỹ khi mà có điều kiện. Giá điện, giá xăng dầu rất khoát là không điều chỉnh, khẳng định Thủ tướng đấy. Thế còn phí mà liên quan đến dịch vụ y tế, giáo dục là phải tùy điều kiện, hoàn cảnh đến đâu thì chúng ta có thể điều chỉnh trong vấn đề. Chúng ta điều chỉnh chúng ta phải chủ động nắm toàn bộ thông tin và điều hành giá vĩ mô. Thì như vậy thì trong cái điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng tích cực thì cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Đặc biệt là bây giờ chúng ta quan tâm nhất là vấn đề năng suất và chất lượng lao động. Đây là vấn đề mà đòi hỏi phải có những cái giải pháp tích cực và khai thác giải pháp các giải ngân về giải ngân vốn đầu tư công, vấn đề tài chính, vấn đề tín dụng tiền tệ, vấn đề nông nghiệp nông thôn, vấn đề xây dựng giao thông, vấn đề dịch vụ du lịch văn hóa môi trường giáo dục đào tạo khoa học công nghệ. Thì tất cả những vấn đề thì yêu cầu phải. Tại phiên họp hôm nay thì thay mặt cho tổ công tác của Thủ tướng chúng tôi cũng báo cáo. Từ năm 1/1/2017 và đến 5/2/18 thì có thể nói là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 28.718 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương, các đơn vị tổng ty nhà nước. Thì đến nay đã thực hiện được 17.231 nhiệm vụ đã hoàn thành. Và còn 11.431 nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang thực hiện trong hạn, và 444 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn. Hiện nay là nhiệm vụ quá hạn ấy là chiếm 2,5%. Như vậy so với tháng trước ấy, là tháng trước có 2,4, nhưng mà tháng này 2,5, như vậy là tăng so với tháng trước là 0,1%. Thì cũng đang được các bộ, các cơ quan là đôn đốc thực hiện cái nhiệm vụ này. Như vậy tất cả các nhiệm vụ Chính phủ được giao cho bộ ngành địa phương là không được bỏ sót và thực hiện tiến độ và chất lượng của công việc. Thì cũng báo cáo công chí thì hôm nay thì tổ công tác cũng báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng các văn bản nợ động, đặc biệt là những cái văn bản mà liên quan đến hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh có hiệu lực từ 1/1, thì rồi ngay cả vấn đề có hiệu lực tiếp tục là 1/7/2018. Tất cả những văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ và văn bản mà thuộc thẩm quyền của các bộ ban hành thông tư là yêu cầu phải thực hiện quyết liệt cái này. Thế thì cũng báo cáo chị thì chúng tôi muốn dành thời gian để các báo chí được hỏi nhiều hơn, cho nên chúng tôi chỉ nêu tóm tắt những vấn đề khái quát lớn, nhưng mà tinh thần ấy là Thủ tướng cũng chuyển lời khen ngợi tới tất cả các đồng chí phóng viên báo chí và cơ quan báo chí đã luôn luôn đồng hành cùng với Chính phủ, đồng hành cùng với Thủ tướng để truyền tải những thông điệp, những thông tin của chính sách và những cái thông điệp của Thủ tướng. Thế và động viên những cái gương người tốt, những việc làm hay, những việc làm tốt, sáng tạo. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay thì rất khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đúng không ạ? Thì những cái việc làm mà có cái suy nghĩ mới, những cái việc làm có hành động mới, đặc biệt là những cái việc mà làm ngay, làm tốt, hành động ngay, làm hành động thực sự vì dân, vì nước thì cũng rất mong các cơ quan báo chí khích lệ, động viên, và đồng thời cũng nêu những vấn đề mà quan tâm xã hội để tới Thủ tướng, để Chính phủ để giải quyết những yêu cầu và cấp bách. Nhưng mà tinh thần là nêu đúng vấn đề, trúng vấn đề để chúng ta giải quyết một cách hết triệt để. Thì thay mặt cho các cơ quan xin được cảm ơn các đồng chí, và chúng tôi xin được báo cáo một số cái nét cơ bản trong cái phiên họp mà Chính phủ hôm nay. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí.